Sau gần một tháng tập luyện để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á, huấn luyện viên Miura đã chốt lại danh sách cầu thủ tới Qatar. Không có nhiều bất ngờ khi những người bị loại lần này không có được phong độ tốt nhất. Hàng tiền vệ là nơi huấn luyện viên Miura cho nhiều cái tên ở nhà nhất như Lâm Tị Phong, Nguyễn Xuân Mạnh và Trần Duy Khánh. Ông quyết định mang đến Qatar 3 thủ môn là Nguyễn Hoài Anh, Phí Minh Long và Phạm Văn Tiến. Thủ thành duy nhất bị gạch tên là Minh Hoàng. Tiền vệ Tuấn Anh của Yokohama FC đã được nhận vé vớt đến Qatar vì chấn thương của anh đang có dấu hiệu hồi phục. Những trường hợp đang tập riêng như Hữu Dũng và Duy Khánh vẫn được huấn luyện viên Miura tin tưởng tuyệt đối do cả hai chỉ gặp vấn đề về phần mềm. Sáng 31 tháng 12, đội sẽ tập buổi cuối trên sân Thống Nhất lúc 9 giờ và lúc 18 giờ cùng ngày, U23 Việt Nam sẽ đáp chuyến bay sang Qatar. Ở đây, U23 Việt Nam có nửa tháng chuẩn bị trước khi bước vào giải đấu chính thức vào chiều ngày 14 tháng 1 năm 2016. Trước đó, đội sẽ có hai trận giao hữu với U23 Yemen vào ngày 4 tháng 1 và U23 Nhật Bản vào ngày 7 tháng 1. Sau hai trận này, đội sẽ chốt danh sách xuống còn 23 cầu thủ để đăng ký. Sau một thời gian được chờ đợi, danh sách hội đồng huấn luyện viên mới cũng đã chính thức được công bố. Điều bất ngờ là nhân sự của tổ chức này không có nhiều thay đổi. Hàng loạt chuyên gia dày dặn kinh nghiệm đã lên tiếng sẵn sàng tham gia cuối cùng đều không có mặt và dấu hỏi cho hiệu quả hoạt động của hội đồng huấn luyện viên khóa mới tiếp tục được đặt ra. Rất nhiều kỳ vọng về một sự thay đổi mạnh mẽ về con người đã được đặt ra trước khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức bầu nhân sự cho hội đồng huấn luyện viên quốc gia theo một chu kỳ mới. Tuy nhiên, cuối cùng thì tổ chức này chỉ bổ sung thêm hai gương mặt mới là huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi và huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Bên cạnh ba người cũ là ông Nguyễn Sĩ Hiền giữ chức vụ chủ tịch cùng với huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức và huấn luyện viên Mai Đức Trung. Cơ chế mà để chọn anh Phan Thanh Hùng và cơ chế chọn chị Kim Chi cũng căn cứ trên cái tín nhiệm và tiêu chí tín nhiệm cao và tiêu chí mà do ban chấp hành và liên đoàn đề ra. Điều khiến giới quan sát thực sự băn khoăn là rất nhiều chuyên gia đã luyện của bóng đá Việt Nam để không có mặt trong hội đồng huấn luyện viên quốc gia vào phút cuối. Điển hình như trường hợp của ông Lê Thụy Hải, một người từng lên tiếng sẵn sàng tham gia và luôn có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam qua những phản biện trực diện từ trước tới nay, cũng không được bầu. Và theo lý giải của đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam, việc bầu nhân sự cho tổ chức này đã được thực hiện theo đúng quy trình. Trong cái giấy giới thiệu, chúng tôi không hạn chế cái việc giới thiệu bất kể huấn luyện viên nào. Do vậy, các huấn luyện viên trưởng của các đội ở các câu lạc bộ hiện tại có quyền giới thiệu bất kể ai là đã từng là huấn luyện viên. Và việc chúng tôi làm là theo đúng quy trình và chỉ đạo của thường trực liên đoàn cũng như của ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Bên cạnh việc vắng mặt những chuyên gia dày kinh nghiệm, năng lực của chính chủ tịch hội đồng huấn luyện viên quốc gia Nguyễn Sĩ Hiền cũng đang được đặt ra. Ông Nguyễn Sĩ Hiền từng đảm nhiệm chức vụ này khá nhiều năm trước đây. Tuy nhiên, vai trò của hội đồng huấn luyện viên quốc gia được đánh giá là mờ nhạt và bản thân ông Nguyễn Sĩ Hiền đã nhiều năm không dẫn dắt đội bóng nào từ cấp câu lạc bộ đến cấp đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn tỏ ra khá tin tưởng vào năng lực của tân chủ tịch hội đồng huấn luyện viên quốc gia. Cái vừa rồi là cái tiêu chí mà thường trực và ban chấp hành soạn thảo ra để xin ý kiến tất cả các huấn luyện viên trưởng các đội, nó như là một cái hình thức là lấy phiếu tín nhiệm. Thì anh Nguyễn Sĩ Hiển là đạt cái số phiếu để làm chủ tịch cao nhất. Nói chung ấy là anh Nguyễn Sĩ Hiển là về mặt về chuyên môn đã là liên tục chứ không có bị hạn quá. Không có nhiều thay đổi về nhân sự và nỗi lo hội đồng huấn luyện viên quốc gia lại đi vào vết xe đổ như thời gian trước là hoàn toàn có cơ sở trước khi tổ chức này chính thức đi vào hoạt động trong thời gian tới đây. Tại giải cờ vua vô địch Đông Nam Á, sau 11 ván đấu, kỳ thủ tài năng Nguyễn Anh Khôi đã xuất sắc lên ngôi ở bảng đấu dành cho nam với 7 điểm. Đây có thể coi là bất ngờ với chính người trong cuộc vì đây là giải đấu quy tụ nhiều kỳ thủ mạnh trong khu vực. Ở ván cuối, anh Khôi xuất sắc hạ Megaranto Susanto từ chỗ kém Emmanuel 0,5 điểm trước loạt đấu cuối. Kỳ thủ 13 tuổi của Việt Nam vươn lên giành chức vô địch. Anh Khôi có cùng 7 điểm, hòa đối đầu nhưng hơn kỳ thủ đàn anh người Philippines ở chỉ số phụ khác. Trong khi đó, nội dung nữ, kỳ thủ Mai Hưng dù chỉ có kết quả hòa trước Asman Hisham Nu Nabila nhưng chừng đó vẫn giúp cô đăng quang với 9 điểm sau 11 ván đấu. Khép lại một giải đấu thành công với đội tuyển cờ vua Việt Nam.
Sau khi Hà Nội công bố danh sách các vận động viên tiêu biểu trong năm 2015, đến lượt thể thao thành phố Hồ Chí Minh vinh danh các vận động viên có đóng góp lớn cho thể thao của thành phố nói riêng và của Việt Nam nói chung. Cuộc bình chọn vinh danh tài năng thể thao thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo động lực thúc đẩy các vận động viên thành phố Hồ Chí Minh thi đấu rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị đạo đức thể thao, không ngừng vươn lên lập thành tích cao trong các cuộc thi đấu. Ban tổ chức sẽ tổng kết trao danh hiệu cho 10 vận động viên thể thao tài năng, 5 huấn luyện viên thể thao tài năng, 5 vận động viên thể thao khuyết tật tài năng và 3 huấn luyện viên thể thao khuyết tật tài năng và 3 đội tuyển thể thao điện tử tài năng. Năm 2015, thể thao thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều điểm nhấn đáng chú ý, như chức vô địch quốc gia của đội tuyển bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh sau gần một thập kỷ chờ đợi. Ngoài ra, đội bóng chuyền nam Maseco thành phố Hồ Chí Minh cũng vô địch quốc gia sau 17 năm. Những vận động viên nổi bật khác có đóng góp trên bình diện quốc gia như kỳ thủ Lê Quang Liêm, đô cử Thạch Kim Tuấn và vận động viên nấu kiếm Lâm Quang Nhật. Dự kiến ngày 16 tháng 1, ban tổ chức sẽ công bố danh sách cuối cùng của cuộc bình chọn vinh danh tài năng thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hành tinh thể thao của truyền hình Thông tấn. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.